Ôi trời, trời ơi, cái gì mà mới sáng sớm bị trâu hụi vậy trời, trời chết tôi. Trâu cái gì mà trâu, em là đàn bà gái sao em khỏe quá vậy? Ủa, mình là gặp nhau à? Ý, mình lại gặp nhau nữa nè. Trời ơi, thiệt là vui quá. Ủa mà nay sao tự nhiên tự mình thốt nốt qua tới đây vậy? Ủa, sao em biết em từ thốt nốt qua? Đâu phải, em nhớ bữa anh gặp em anh hỏi gì, hỏi thăm về chị Lan đó nha. Nhớ chưa? Xong cái anh lặn lộn qua mình thốt nốt anh tìm. Ý, nhắc tới Lan mới nhớ. Mới vừa gặp Lan ở trong đây. À vậy hả? Lan... À đi về rồi, về rồi. Ủa sao về gấp quá vậy? Tại xong việc rồi thì về thôi, ở lại đây làm chi? Trời ơi, phải gặp Lan ở đây vui biết mấy hơn. Tự nhiên về. Có người thích Lan nè. Trời ơi, em bạo lực quá vậy? Thì anh thích đến nhưng mà có giúp gì được anh không vậy? Cuối cùng em đã tìm được đồng minh rồi, chúc mừng anh đã trở thành đồng minh của em. Anh rất là hân hạnh được làm đồng minh của em. Vậy thì mời anh vô trong chúng ta cùng nói chuyện tiếp. Mời em. Dạ mời anh. Mời em. Dạ mời anh. Anh vô trước đi. Vậy đi. Mình lại có đồng minh.